Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của XT Mobile Channel. Nếu như ở thời điểm hiện tại các bạn hỏi mình về chiếc điện thoại tốt nhất trong tầm giá là 3 triệu thì mình sẽ không ngần ngại trả lời các bạn rằng đó chính là chiếc LG G6 như mình đang cầm trên tay đây. Tại sao lại là LG G6 chứ không phải là những chiếc Samsung Galaxy S7 hay là những thứ khác? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ kỹ hơn trong video này nhé. Và các bạn đã quan tâm đến chiếc LG G6 này có thể tham khảo tại XT Mobile thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Đừng quên ở XT Mobile hiện tại đã có chương trình khuyến mãi Tết đến xuân sang ngập tràn quà tặng. Chúng ta sẽ có rất nhiều chiếc máy được giảm giá từ 500 đến 1 triệu, và chúng ta cũng sẽ có thêm trò chơi vòng quay may mắn mang đến cho các bạn rất nhiều phần quà trị giá lên đến là 500.000 đồng từ XT Mobile. Quay trở lại với nội dung chính của video, đó là tại sao mình lại nhận định chiếc LG G6 là chiếc điện thoại tốt nhất trong phân khúc giá là 3 triệu chứ không phải là những chiếc kiểu là S7 hay là những chiếc máy tầm trung kiểu là Redmi Note 5, Redmi Note 6. Thì có lẽ là các bạn biết rồi, nếu như nhìn tổng thể về chiếc LG G6 này thì nó có rất nhiều đặc điểm nổi bật hơn so với những chiếc máy kia mà mình vừa kể tên. Như là chúng ta sẽ có đây màn hình với độ phân giải là 2K, tỷ lệ là 18:9, và màn hình này sẽ được hỗ trợ HDR10 cũng như Dolby Vision, mang lại chúng ta những trải nghiệm trên màn hình là tuyệt vời hơn. Nếu như xét về độ phân giải thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta cũng sẽ có một chiếc máy là Samsung Galaxy S7, nhưng S7 lại có tỷ lệ màn hình chỉ là 16:9, và cũng như là cũng sẽ có một số thứ mà nó kém cạnh so với chiếc LG G6 này. Trong khi chiếc LG G6 nó có một màn hình với màu sắc lên rất là trong trẻo cũng như là chúng ta có tỷ lệ mới, thì đây chính là cái đặc điểm đầu tiên khiến cho chiếc LG G6 này nó nổi bật hoàn toàn trong cái phân khúc tầm giá là 3 triệu. Nhưng mà đi kèm với một màn hình đẹp thì chúng ta cũng sẽ có một số điểm lo ngại, đó là về vấn đề bóng mờ màn hình trên chiếc LG G6. Có lẽ các bạn đen thì các bạn sẽ dính mà thôi, còn nếu các bạn không đen thì chúng ta sẽ có một màn hình rất là ngon lành, bởi vì là cái tỷ lệ dính bóng mờ trên những chiếc LG G6 này nó cũng không nhiều, mà nếu nó có dính đi nữa thì nó cũng không nặng. Các bạn sẽ chỉ cần tắt màn hình đi khoảng tầm 5 phút thì cái tình trạng bóng mờ nó sẽ không còn xuất hiện trên màn hình này nữa, chứ nó không giống như kiểu là cái bóng mờ trên những chiếc LG G5 hay là LG V10 nó sẽ đeo bám chiếc máy suốt cuộc đời, thì trên chiếc LG G6 này nó sẽ chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian mà thôi. Cái điểm tiếp theo mà nổi bật trên chiếc LG G6 này nữa, đó là chúng ta cũng sẽ có một cấu hình rất tốt trong phân khúc tầm giá là hơn 3 triệu, đó là chúng ta sẽ có con chip Snapdragon 821, chúng ta có 4GB và chúng ta có 64GB nhớ trong. Nói chung là 821 ở thời hiện tại thì nó cũng sẽ không còn quá nhanh, nó không còn quá mạnh và không còn quá mượt mà như cái thời điểm mà cái chiếc máy này nó được nhận nữa. Nhưng rõ ràng ở trong khúc tầm giá là hơn 3 triệu chúng ta có con chip Snapdragon 821, là một con chip được cải tiến lên từ con chip Snapdragon 820 giúp cho nó đỡ nóng hơn, GPU của máy được cải thiện hơn, mang lại chúng ta những cái trải nghiệm là tuyệt vời khi mà chơi game trên sản phẩm này. Thì đó cũng là những thứ mà mình cảm thấy nó nổi bật trên chiếc LG G6. Dẫu sao đi nữa thì con chip Snapdragon 821 nó cũng sẽ có những điểm nhỉnh hơn so với những con chip kiểu là Snapdragon 636 ở cái phân khúc tầm giá là 3 triệu này. Các bạn thấy đúng không? Thấy đúng thì like ngay nhá. Cái điều thứ ba đó chính đến từ thiết kế. Các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một thiết kế trên chiếc LG G6 này nó rất là đẹp, với khung viền kim loại, hai mặt kính trước sau. Và chiếc LG G6 cũng mang lại cho chúng ta khả năng kháng nước khá bẩn IP68. Từ đó khi các bạn có nhớ tay làm chiếc máy này bị dính nước hay là chúng ta đi trời mưa thì chúng ta cũng sẽ có một cái gì đó nó an tâm hơn trong quá trình sử dụng. Điểm tiếp theo đó là trong phân khúc tầm giá là hơn 3 triệu này thì chiếc LG G6 cũng mang lại chúng ta một cụm camera kép ở phía sau mặt lưng với chất lượng hình ảnh lên cực kỳ ngon. Chúng ta sẽ có chống rung quang học để có thể hỗ trợ ổn định hình ảnh là tốt hơn khi các bạn quay video này. Chúng ta sẽ có camera góc rộng để giúp các bạn khi mà đi chơi du lịch phịch thủ gì đó thì chúng ta cũng sẽ chụp ảnh phong cảnh là tuyệt vời hơn. Và chúng ta cũng sẽ có rất nhiều chế độ chụp ảnh quay phim để các bạn có thể là thỏa sức sáng tạo với cụm camera của chiếc máy này. Như chúng ta sẽ có đây là chụp ảnh vuông, chụp ảnh thủ công, quay phim thủ công, chúng ta có quay phim cơ bản, hay là thậm chí các bạn cũng có thể add sẵn những bộ lọc màu có ở đây mà không cần phải hậu kỳ các thứ. Đây là những điểm mà mình cảm thấy rất tuyệt vời trên chiếc LG G6 này. Và chỉ với những điểm mà mình kể trên thôi thì các bạn đã thấy rằng là chiếc LG G6 là chiếc máy tuyệt vời nhất trong phân khúc giá là hơn 3 triệu mà các bạn có thể sở hữu rồi. Và các bạn nghĩ sao về chiếc LG G6 này? Xin một comment để lại ý kiến cá nhân của bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Các bạn quan tâm đến sản phẩm LG G6 có thể tham khảo tại XT Mobile thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video này nhé. Xin chào và gặp lại bạn trong những video lần sau.